Xin chào các bác. Hôm nay lại tiếp tục về cái trầm blue này. Nhiều thân đẹp lắm ạ. Có mấy chậu đẹp lắm. Trầm blue là mặt hoa của nó là năm cánh ám ấy. Đây, trầm blue này. Mầm lên tua tủa luôn. Trầm blue này em bán là 250 một chậu. Cây đang phát triển rất là khỏe. Mặt hàng thứ hai giới thiệu các bác là trầm cửu long. Trầm cửu long cây dài lắm rồi. Đây. Con nó dài được hơn 20 phân rồi. Đây một số nó dài này. Đây, cái này chỉ chuẩn bị dài hơn mẹ nó rồi. Trầm cửu long em bán là 300 một chậu. Đây trầm cửu long là cánh nó tròn vo ấy. Nó gọi cánh bầu nó gọi trầm cửu long. Mặt hàng thứ ba giới thiệu các bác là siêu trầm. Siêu trầm là cái loại mà đợt trước năm ngoái bán cho các bác là 600 một chậu là được hai thân ấy. Đây siêu trầm này. Thân trưởng thành của nó có thể dài đến 1 mét. Rất là to. Đây thân này to nhưng mà thân này thân dài chết rồi. 200.000 chậu siêu trầm. Hoàng nhạn 4N. Hoàng nhạn 4N thì vẫn 300. Đây là hoàng nhạn 4N này. Hoàng nhạn 4N rất dễ sống các bạn. Nó mà nó lại không bị rụng lá chân. Hoàng nhạn 4N này em bán 300 một chậu. Đấy nhá. Còn đây là trâu hồng cánh sen. Trâu hồng cánh sen đây. Cái chậu hoàng nhạn nó giống như chậu trâu này có này. Nó là một cái gỗ căm xe. Trâu hồng cánh sen hàng chuẩn hoa này là 1 triệu một chậu này. Em quay không có cái gì. Hôm nay em có mấy cái trụ dớn lỗi này các bác này. Trụ dớn lỗi các bác ghép lát ghép lan thẳng rất là tốt. Trụ dớn lỗi bán là 10.000 một trụ đấy. Bình thường em bán lẻ là 20.000 đấy. Đây bây giờ một số lỗi như này. Đấy các bác sử dụng mặt này vẫn ok. Trụ dớn lỗi là 10.000. Còn đĩa dớn lỗi. Đĩa dớn lỗi thì là có 6.000. Nếu 100 cái thì 5.000 các bác. Đang cải tạo lại vườn, ghép cải tạo lại vườn. Đây các bác nhìn trông nó ra dáng vườn tí. Ghép cải tạo để cho nó thay giá thể để cho nó thoát nước mùa này tốt hơn. Đây có một chậu kiếm đài này 300 này các bác này. Em hôm nay có thêm những loại lăm cánh trắng họng tím này. Đây, giới thiệu các bác đây là lăm cánh trắng họng tím. Còn bên này là lăm cánh trắng họng hồng. Năm cánh trắng họng hồng là 150 này. 150 một chậu này. Giờ đang lên kỳ này. À cái này bị gập thân lên kỳ. Năm cánh trắng họng hồng thì hoa rất đặc sắc. Đây, nó cao khoảng 13 14 phân. Đây. Số lượng nhiều cho nên có thể chọn cho các bác hàng rất là đẹp. Còn năm cánh trắng họng tím thì là nó cũng năm cánh trắng nhưng mà họng nó lại màu tím. Hàng này em bán là 120.000 này. 120.000 một cốc này. Năm cánh trắng họng tím. Còn đây là chớp Mỹ lai làm cánh trắng họng tím. Cái này thì bán 150 này. Cây cao phết rồi. Chớp Mỹ lai làm cánh trắng họng tím này. Đây là phi điệp 4N. Phi điệp 4N này thì em bán là 150 một chậu. Phi điệp 4N này hoa nó tím lắm. Bệt cả lưỡi luôn. Tím cả lưỡi luôn. Phi điệp 4N. Còn đây là phi điệp Thái Nguyên. Gieo hạt 50.000 một cốc này. Phi điệp tím Thái Nguyên. Còn phi điệp trắng là 180 một cốc rồi. Đây em có mấy chậu kiếm đài này. Kiếm đài hàng khủng này. Cái này này em các bác lấy có chậu 2 thân, 3 thân, 5 thân này. Em bán là 500 một thân các bác. Kiếm đài này là đủ tuổi ra hoa rồi. Bây giờ là khỏe ra hoa đấy. Kiếm đài trưởng thành. Còn đây là phi điệp 4N. Thoải mái các bác ưng kỳ. Trầm dòng đỏ thì vẫn là 150 các bác nhé. Trầm dòng đỏ vẫn 150. Còn hạc vĩ rừng. Hạc vĩ rừng thì bán 150 một chậu. Hạc vĩ rừng này nên khỏe và đẻ con ghê lắm.
Còn hạc vĩ trắng, hạc vĩ trắng thì 500 một chậu. Đây hạc vĩ trắng này có này. 500 một chậu. Bên này cũng là 5 cành trắng họng tím nai chớp Mỹ này. Còn đây là châu Như là 80.000 này. Phi điệp tím đài. 150 một chậu. Đây châu Như cây đẹp không? Các bác nhìn cái thân châu Như này. Trông cao dáng không? Vũ Lữ vàng chanh là 25.000 một cốc. 100 là 4 cốc các bạn. Đây, các loại kiếm này em vừa chuyển kiếm đây. Đây một chậu kiếm đài trưởng thành này. Kiếm đài trưởng thành cao lắm, 20 40 70 phân. Chết thật. Đây có một loại kiếm là cái loại kiếm gọi là kiếm kiếm xanh mà năm nay nó mới sổ, em tách từ chậu ra nhưng mà lúc em tách ra thì nó chết nhiều quá. Bây giờ em đang mọc lại. Nó là 500 một thân. 500 một thân. Còn đây có một chậu kiếm vàng lá sần đây. Kiếm vàng lá sộp lá sần đây, 150 chậu này. Kiếm thì em nhiều loại kiếm lắm. Đây là các một số giống lan mà hôm nay em vừa có. Trong này là các loại vật tư. Các vật tư em đang bán các loại chậu này có này. Chậu giả đất này. Giả đất phi 21 này. Phi 21 to lắm. Chậu có lan phụ phi 30 có 17.000 đấy các bạn, rẻ lắm. Phi 25 14.000. Phi 20 12.000. Trong này có bếp đồng này. Bếp đồng chế lan rau củ quả này. 13.000 một cái này. Còn đây cái đồng hồ đo nhiệt độ để các bác biết ngày nay nhiệt độ vườn có hơn có 25 độ thôi. Nhiệt độ khá là mát mẻ. Độ ẩm của nó là 82%. Kích kỳ xanh, kích kỳ đỏ. Phân thuốc có hết có nhé. Rêu sâu này, rêu sâu 40.000 một lạng. Phân chì là 120 một cân. Phân Nhật là đi 280 một cân. Quả thông số 1 10.000. Còn từ số 2, số 3, số 4 là đi 15.000 các bạn. Quả thông nhập khẩu là Uchita là 50.000 một cân. Đá bọt là 20.000 một cân. Đây các loại chậu đấy nhá, chậu đen. Đây một số mẫu chậu đen có này. Chậu đen phi 10 là 1.500 này. Đấy, nó có từ 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 8.000. Còn đây là móc kẽm. Móc kẽm này 2.000 một cái. Còn móc inox này là 10.000 một cái. Móc inox dài mét cơ. 10.000 một cái. Thôi em cần các bác.